Chỉ có những thằng mà sanh ra ở hoạch xuất phát mới thấu hiểu được cái nỗi khổ của nhau. Cuộc sống mà kiếm từng đồng từng cắt của người ta đâu phải là dễ. Trong tay không nắm một đồng, lấy công lấy sức mới đổi được đồng lương. Có khổ cực, có tội nhục, có quất ức đến mấy cũng phải làm. Vì hoàn cảnh, vì gia đình nên chấp nhận có ai muốn mà tha phương xứ người đâu. Mà không phải riêng tôi, anh em cùng cảnh ngộ với tôi rất là nhiều. Ấm lòng nhất là sau một ngày mệt mỏi làm việc vất vả mà anh em có thể ngồi lại với nhau nhâm nhi và chén rượu ly trà mà ấm cả lòng. Tuy anh em mỗi người mỗi cảnh, luôn luôn bên nhau chia ngọt sẽ bùi, mỗi đứa một nơi, mỗi thằng mỗi cảnh, nhưng ngồi lại cũng thấu hiểu nỗi khổ của nhau. Cùng cảnh cơm người xứ lạ cũng là cái gì. Chắp bàn tay tôi ngước lên bầu trời, tôi cầu xin anh ở nơi trời xa, mong là anh gặp nhiều may mắn, mong là anh được thành công hơn. Đêm từng đêm tôi ngước lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.